Tiêu dùng thông minh hôm nay với những nội dung đáng chú ý: triển lãm nhập khẩu quốc tế lần thứ tư hội tụ các doanh nghiệp hàng đầu thế giới; người dân Bắc Kinh bác bỏ lời kêu gọi tích trữ nhiều yếu phẩm; nước Nga trang sức quý hiếm từng thuộc hoàng gia được bán đấu giá. Còn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, Hà Nội tất bật chuẩn bị nguồn hàng, không để xảy ra tình trạng sốt giá dịp Tết. An Giang phát hiện 1.680 lít cồn y tế ở khu vực biên giới không rõ nguồn gốc. Dịch bệnh đã thúc đẩy các hoạt động mua sắm của người dân thay đổi ít nhiều sau giãn cách. Người tiêu dùng sẽ đặt ra nhiều tiêu chí hơn để hướng đến một sản phẩm nào đó. Thay đổi đó cụ thể ra sao? Mời quý vị cùng đón xem ghi nhận từ Tiêu dùng thông minh. Thời tiết chuyển lạnh, lẩu là món ăn ưa thích của nhiều người. Ưu tiên sự tiện lợi, nhiều người sẽ tìm mua sẵn những bịch cốt lẩu đóng gói để sử dụng. Tuy nhiên, các loại cốt lẩu Trung Quốc thường được rao bán tràn lan trên chợ mạng, làm nhiều người e ngại về chất lượng và an toàn thực phẩm của món ăn đóng gói này. Từ biển báo đỏ tiêu dùng ngày hôm nay. Do giãn cách xã hội kéo dài, nhu cầu người dùng giảm nên đàn heo quá lứa còn ứ động lại trong chuồng còn nhiều. Vì thế, giá heo đến thời điểm hiện tại cũng được giảm nhẹ. Thông tin chi tiết như thế nào? Mời quý vị theo dõi từ chuyên mục Đi chợ xem giá của Tiêu dùng thông minh. Xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Tiêu dùng thông minh được phát trên các nền tảng của FPNC. Bản tin hôm nay ngày 6 tháng 11 sẽ có nhiều thông tin tiêu dùng trên thế giới và trong nước đáng chú ý. Ngay sau đây sẽ là phần thông tin chi tiết. Mở đầu là những thông tin tiêu dùng trên thế giới. Thưa quý vị, triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc CIIE lần thứ tư đã chính thức diễn ra tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc từ ngày 5 cho tới ngày 10 tháng 11. Các doanh nghiệp top 500 thế giới và doanh nghiệp đứng đầu các ngành sẽ tụ tập về đây với mong muốn là quảng bá hơn nữa các sản phẩm đến với đối tác và xâm nhập thị trường gần 1,5 tỷ dân này. Theo Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Mở cửa thuộc Trường Đảng Thành ủy Thượng Hải Châu Lỗi, thì triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc CIIE là một trong số ít các triển lãm quốc tế quy mô lớn được tổ chức trực tiếp theo lịch trình trên toàn cầu, đồng thời cung cấp một kênh và diễn đàn quan trọng để các công ty đa quốc gia giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường. Mặt khác thì đằng sau CIIE là thị trường Trung Quốc đang phát triển nhanh với tiềm năng lớn. Phó Cục trưởng Cục Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc, ông Tôn Thanh Hải cho biết, triển lãm thúc đẩy mạnh mẽ phương diện tiêu dùng. Bên cạnh đó thì triển lãm cũng phát huy tác dụng quan trọng cho việc tạo ra hiệu ứng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Triển lãm năm nay được tổ chức trên một diện tích lên tới 366m² với 6 khu vực triển lãm quy mô lớn, quy tụ các doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Vào đầu tháng 11, thì Bộ Thương mại Trung Quốc đã ra một thông báo yêu cầu các cơ quan chức năng cố gắng đảm bảo nguồn lương thực cho người dân. Về phía người dân thì hãy lo tích trữ thực phẩm phòng khi xảy ra trường hợp khẩn cấp. Thông báo này được đưa ra sau khi giá thực phẩm gần đây tăng đột biến, đặc biệt là rau. Tuy nhiên, theo một phóng sự của Reuters thì người dân nước này dường như không mảy may lo nghĩ gì đến vấn đề này, cho rằng thực phẩm vẫn rất đầy đủ và không cần phải tích trữ. Theo ghi nhận của Reuters tại hai khu chợ ở Bắc Kinh, thực phẩm không hề có dấu hiệu bị thiếu hụt. Người dân cũng không tỏ ra lo lắng về việc thiếu đồ ăn. Một người dân chia sẻ, nếu mua quá nhiều rau, chúng sẽ bị hư. Ngoài gạo và ngũ cốc ra thì không có thứ gì thật sự cần phải mua nhiều, nên chúng tôi chỉ mua vừa đủ ăn mà thôi. Truyền thông nhà nước đã tìm cách trấn an công chúng rằng có rất nhiều nguồn cung cấp thực phẩm ở Bắc Kinh. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin hôm thứ Ba ngày 2 tháng 11 rằng đã có một số diễn giải quá mức về lời khuyên của Bộ Thương mại. Theo số liệu của chính phủ Mỹ, thì trong tháng 10 vừa qua, số lượng việc làm của nước này đã tăng lên đáng kể, cụ thể là 5,6 triệu việc làm. Do đó, trong một bài phát biểu mới đây, ông Biden đã tự tin rằng nền kinh tế Mỹ đã lấy lại đà tăng trưởng vào đầu quý 4. Trong một bài phát biểu, thì ông Biden tuyên bố nền kinh tế của chúng ta đang trên đà phát triển. Số lượng việc làm trong tháng 10 đã nói lên tất cả. Đó là một con số kỷ lục. Tuy nhiên, thì theo báo cáo của Bộ Lao động, tình trạng thiếu công nhân vẫn đang tiếp diễn ngay cả sau khi trợ cấp thất nghiệp do chính phủ liên bang tài trợ đã hết hạn vào đầu tháng 9 và các trường học đã mở cửa trở lại hoàn toàn. Nhưng nhờ số lượng việc làm được tăng thêm mà niềm tin của người tiêu dùng Mỹ cũng được tăng lên đáng kể, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ, tạo nên một bức tranh thuận lợi hơn cho nền kinh tế ở Mỹ. Sau một khoảng thời gian dài phải chống chọi với biến thể Delta và tình trạng thiếu hàng hóa trên toàn cầu nói chung. Cũng tại Mỹ, thì mới đây ông Andy Park, một chuyên gia trong ngành bán lẻ giày dép cho biết, giá giày tại các cửa hàng bán lẻ trên toàn nước Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong 70 năm qua, chủ yếu là do mức thuế quá cao và cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Ông Andy Park hiện là phó chủ tịch cấp cao của các nhà phân phối và bán lẻ giày dép của Mỹ, FDRA. Ông cho biết là chỉ riêng trong tháng 9, giá giày trẻ em đã tăng khoảng 12% so với một năm trước. FDRA đại diện cho hơn 500 công ty đã viết thư cho Tổng thống Biden vào ngày 19 tháng 10 để kêu gọi cắt giảm thuế đối với giày trẻ em. Chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump đã áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, nơi sản xuất hầu hết các loại giày dép trẻ em ở Mỹ. Mức thuế hiện nay thường dao động ở mức khoảng 20 cho đến 37,5%, nhưng có thể cao tới 70%. Giá cả tăng vọt đã mang lại gánh nặng cho các gia đình thuộc tầng lớp lao động ở Mỹ. Chi phí tăng cao cũng buộc nhiều công ty phải thay đổi chiến lược sản xuất, cắt bỏ một số sản phẩm của mình. Theo công ty đấu giá Sotheby's, nhiều món trang sức quý giá gắn kim cương màu hiếm có và nhiều loại đá quý với kích thước cực lớn, từng thuộc sở hữu của thành viên Hoàng gia Nga, đang được rao bán tại Geneva, Thụy Sĩ. Ước tính thì mỗi món trang sức được bán trong đợt này đều có thể đạt mức giá lên tới gần 6 triệu đô la Mỹ. Một viên kim cương màu hồng cam nặng 25,62 carat ước tính khoảng 3,6 triệu cho tới 5,38 triệu franc Thụy Sĩ, tương đương khoảng 3,94 triệu cho đến 5,9 triệu đô la, được đặt trong một chiếc nhẫn là ngôi sao nổi bật nhất trong đợt bán đấu giá trang sức của Sotheby's năm nay. Theo ông Olivier Wagner, trưởng bộ phận bán hàng và chuyên gia trang sức tại Sotheby's Geneva, nói với Reuters rằng thị trường hiện đang sôi động trở lại sau đại dịch. Nhu cầu mua sắm trang sức của người dân cũng đang tăng mạnh. Một đôi hoa tai kim cương trắng hoàn mỹ, mỗi chiếc có một viên đá cắt hình vuông treo lơ lửng nặng 25,88 carat, dự kiến sẽ có giá từ 4,1 triệu cho tới 5 triệu franc Thụy Sĩ. Ngoài ra, thì đợt đấu giá này còn có một chiếc nhẫn với thiết kế cổ điển gắn 3 viên kim cương, với viên kim cương vàng được đính ở giữa và hai viên kim cương trắng hai bên để tôn lên màu vàng quý hiếm này. Cũng theo Sotheby's, ngoài sự quý hiếm của các loại trang sức thì bộ sưu tập nữ trang lần này còn được nâng cao giá trị nhờ tính lịch sử khi chúng từng thuộc sở hữu của một thành viên trong Hoàng gia Nga, đó là nữ công tước Maria Pavlovna, bà là vợ của Đại đức Vladimir, vì vậy con trai của Sa Hoàng Alexander đệ nhị. Bà rất thích trang sức và bà có một bộ sưu tập rất tuyệt vời. Cùng chuyển sang những thông tin tiêu dùng trong nước, thưa quý vị, là cũng nhằm phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, thì hiện nhiều doanh nghiệp bán lẻ tại Hà Nội cũng tất bật chuẩn bị hàng hóa bằng với năm trước, thậm chí là có nơi tăng nguồn hàng gấp đôi. Đơn cử tại hệ thống siêu thị Co.opmart đang lên kế hoạch tăng cường lượng hàng thiết yếu lên gấp đôi. Đơn vị cũng tăng cường tần suất kiểm soát chất lượng hàng hóa lên thêm từ 5 cho đến 10 lần so với các tháng trong năm, nhất là trong nhóm hàng thực phẩm Tết để bảo đảm chất lượng sản phẩm. Để chủ động trong mọi tình huống, thì đại diện Sở Công Thương thông tin thêm, khi xảy ra dịch bệnh trên địa bàn, có thể sử dụng 2.500 địa điểm tại các quận, huyện, sẵn sàng bố trí làm kho và điểm bán hàng lưu động, chuyển các địa điểm bán hàng không thiết yếu sang thiết yếu để phục vụ người dân. Những ngày gần đây thì nhiều tỉnh thành miền Tây liên tục phát hiện F0 trong các nhà máy thủy sản. Trước tình cảnh này thì nhiều doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển thêm nhiều lao động khác và chịu chi phí để sàng lọc liên tục nhằm bóc tách ca nhiễm nCoV. Cụ thể là tại Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Cần Thơ là những địa phương ghi nhận nhiều ca nhiễm. Để thích ứng an toàn, thì các doanh nghiệp đã đầu tư thêm máy xét nghiệm real-time PCR và nâng tần suất xét nghiệm nhanh để ngăn chặn rủi ro ảnh hưởng đến chuỗi sản xuất. Đơn cử tại Sóc Trăng, các doanh nghiệp tại khu công nghiệp An Nghiệp đã xét nghiệm nhanh công nhân với tần suất là 3 ngày một lần, mặc dù tốn kém thêm nhiều chi phí, nhưng giúp doanh nghiệp sớm bóc tách F0 ra khỏi dây chuyền sản xuất. Thưa quý vị, diễn biến dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát, do đó thì hoạt động mua sắm hàng hóa dịp Tết được rất là nhiều người quan tâm. Và để phục vụ nhu cầu mua sắm cho người dân, thì ngành công thương Hà Nội đã chủ động nguồn cung hàng, không để xảy ra tình trạng khan hàng dịp cuối năm. Để làm tốt việc này thì sẽ đẩy mạnh phối hợp với các địa phương như là Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình. Các mặt hàng được tập trung sẽ là gạo, thịt, các loại rau củ, bánh mứt, rượu bia và hàng điện máy cũng đặc biệt được quan tâm. Đồng thời chủ động trong điều tiết giá cả hàng hóa, không để xảy ra tình trạng sốt giá, để người dân được an tâm mua sắm chu toàn gia đình. Dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua đã tác động mạnh đến ngành hàng cây ăn trái ở miền Tây. Trong khi đó, thì cây ăn trái lại là một trong ba ngành chủ lực tại khu vực này. Chính vì thế, thì các địa phương đang đẩy mạnh để khôi phục ngành hàng này.
Thời gian qua, giá của trái cây giảm mạnh, có những thời điểm thương lái không xuất khẩu được. Đơn cử như thanh long, nhãn, chôm chôm, dừa là những loại trái cây chịu ảnh hưởng nặng nề. Điển hình là tại Bến Tre thì giá bưởi da xanh sẽ từ 13 cho tới 15 ngàn đồng một ký. Chôm chôm, java thì giá chỉ từ 5 cho tới 7 ngàn đồng một ký. Nhãn xuồng thì giá từ 7 cho tới 15 ngàn đồng một ký. Và để khắc phục tình trạng này, thì Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn của tỉnh đã triển khai chương trình hỗ trợ nông dân xây dựng các vùng sản xuất nông sản chuyên canh theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ, các tiêu chuẩn bền vững, và đồng thời là tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp. Một số lượng lớn cồn y tế trong một kho hàng trên khu vực biên giới vừa bị lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phát hiện. Tại thời điểm kiểm tra thì chủ kho hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Vào khoảng 8 giờ ngày 4 tháng 11, thì tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp cùng công an huyện An Phú và đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, bộ đội biên phòng An Giang kiểm tra kho không biển hiệu tại ấp Tân Thạnh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang do ông Tạ Minh Phúc sinh năm 1973, trú tại địa phương làm chủ. Qua kiểm tra thì tổ công tác phát hiện trong kho có 600 can nhựa màu trắng loại 30 lít và 8 thùng phi nhựa loại 210 lít trên một phi. Bên trong thì có chứa 1.680 lít cồn y tế. Tại thời điểm kiểm tra thì ông Phúc không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa chứa tại kho. Hiện vụ việc được bàn giao cho công an huyện An Phú tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật. Gần 1 tấn tôm chứa tạp chất vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện và thu giữ khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ. Vào khoảng 21 giờ ngày 3 tháng 11, thì trong quá trình tuần tra trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, thì cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh Bạc Liêu tiến hành dừng và kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát là 94C03761 do tài xế Lâm Văn Toàn, 27 tuổi, ngụ thị xã Giá Rai điều khiển theo hướng từ Bạc Liêu đi Cà Mau. Qua kiểm tra, thì lực lượng chức năng phát hiện phương tiện đang vận chuyển 24 thùng xốp chứa hơn 960 kg tôm nguyên liệu có chứa tạp chất là CMC. Quá trình làm việc với cơ quan công an, thì tài xế Toàn khai nhận vận chuyển số tôm chứa tạp chất trên để bán cho các công ty xí nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, giá xăng dầu, giá ga, giá thực phẩm và nguyên liệu đầu vào của hầu hết các ngành hàng sản xuất đều tăng trong thời gian ngắn vừa qua. Điều này tác động lớn đến mọi hoạt động cũng như là thu nhập của người dân. Vì vậy mà xu hướng chi tiêu của các gia đình cũng đã có sự thay đổi lớn sau giãn cách. Hãy cùng phóng viên Lê Nhi tìm hiểu vấn đề này trong phóng sự ngay sau đây. Sau thời gian giãn cách, các nhà hàng, quán ăn tại Thành phố Hồ Chí Minh chính thức phục vụ tại chỗ. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, giá cả các loại hàng hóa như xăng dầu, ga, thực phẩm liên tục tăng cao. Các hàng quán nói chung đều phải điều chỉnh giá từ 5 đến 15.000 đồng cho một suất ăn. Khách hàng cũng vì vậy mà đưa ra lựa chọn ăn ở nhà nhiều hơn. Tại quán phở này, chỉ riêng giá thịt bò ngon đã tăng 70.000 đồng một ký. Thời gian vừa qua nói chung là vì những cái điều kiện khó khăn như vậy nên khách hàng cũng là họ sẽ giảm thiểu hết tất cả những cái chi phí phụ, có thể ví dụ như ngày trước là ăn họ có thể uống ly nước cam, họ có thể uống cốc trà đá hoặc có thể uống một ly sữa, nhưng hiện tại bây giờ đại đa số là khách là đến là duy nhất dùng một tô phở, giá cả làm sao đến là bình thường ổn định và cái chi phí làm sao ở trong cái mức phù hợp nhất. Thực ra là cái việc đó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái doanh thu của quán, nó cũng chiếm trong đó khoảng 10 đến 15%. Với đặc thù là nhà hàng chay nên cơ sở này hàng ngày phải nhập rau xanh với số lượng lớn. Tuy nhiên, giá rau xanh liên tục nhảy vọt đã khiến nhà hàng phải cân đối lại bài toán tài chính của mình. Dạ, rau củ thì mỗi một loại thì nên em nhập là hàng, tất cả là hàng là mình nhắn tin order trước, nên khi nào mà tăng giá người ta sẽ báo với mình. Mỗi loại rau củ lên tầm khoảng 5.000 hoặc là 10.000 tùy loại rau. Và ga thì cũng lên khoảng hình như là 50.000 một bình. Có nhiều khách hỏi là tại sao hôm nay cái món này lên 5.000, thì mình cứ giải thích với khách là tại vì tiền thuế, tiền phí quản lý hay là tiền dầu, tiền ga lên là họ sẽ thông cảm. Thưa quý vị, sau khi Lê Nhi cùng với anh cameraman rảo qua các quán để khảo sát về giá, thì ngay bây giờ Nhi xin được phép hóa thân thành một bà nội trợ để có thể ra chợ xem giá, coi là các mặt hàng nó đã tăng như thế nào và ảnh hưởng đến đời sống của người tiêu dùng ra sao quý vị nhé.
tại chợ Tân Mỹ, giá rau xanh hầu hết đều giữ mức giá tăng. Dù hàng hóa khá dồi dào, nhưng chợ rất vắng khách, sức mua chậm. Các tiểu thương cho biết, phần lớn khách hàng đều tiết kiệm khi chi tiêu cho bữa ăn gia đình. Nói chung mà tăng giá quá, mấy người nghèo thì khổ thôi, chứ mấy sao giờ. Người ta có tiền thì ta mua đồ ngon ra ăn, còn mình bây giờ không có tiền mua đồ dở mà ăn. Nó rẻ hơn chút, vậy thôi chứ không có gì. Giá rau xanh đang dao động quanh mức như sau, khổ qua tăng từ 20.000 lên 30.000 đồng một ký. Rau xanh chạm mốc 70.000 đồng một ký, húng cay từ 30.000 lên 70.000 đồng một ký. Cà chua 40.000 một ký tăng 15.000. Hành lá từ 25.000 đồng lên 50.000 đồng một ký thì là 120.000 đồng một ký, tăng 60.000 đồng một ký so với trước đây. Em thấy bây giờ là rau nó đa số nó tăng theo tăng không mà nó ít khi giảm lắm, như rau sống hồi lúc trước khoảng chừng 30-40, bây giờ này là như 50-60 trở lên không à. Như hành ngò đồ cũng vậy, đồ nói chung là đồ nó lên, đồ nó mắc lắm. Do ảnh hưởng dịch bệnh cũng có nè, rồi mưa lũ lũ lụt đồ cũng có, tháng này tháng 10 là lũ lụt nó lên đó, rồi gặp thêm mưa qua Đà Lạt, đa số hàng rau á là ở Đà Lạt xuất hiện nhiều hơn, thì nên là mưa gió thì rau như xà lách nè dễ bị hư hại nè, nên là nó sẽ tăng giá, nó sẽ tăng cao hơn. Rồi tiền vận chuyển, rồi dịch Covid đồ cũng ảnh hưởng một phần nào đó, nên thả giá rau ở chợ hiện tại là rất là đang tăng. Sức mua thì trời ơi, chị nhìn cái chợ đi, vắng que không có người nào mua hết á. Ông chợ này dạo rất là ế luôn, không biết hiểu, không biết tại sao, chắc là nghĩ cũng do ảnh hưởng dịch Covid á, người ta còn sợ á. Bây giờ thì đang thất nghiệp nhiều, lương thì không có việc mà giảm, mà thị trường rau củ thịt các thứ nó đều lên á, thì tội nghiệp cho những người dân lao động. Mình thì là công nhân viên chức thôi, thì mình cũng khá là ổn, không có đến nỗi nào. Nhưng mà những người lao động họ phải vất vả kiếm cơm từng ngày á, mà cái giá cả leo thang rồi xăng lên á, thì thương cho người dân của mình. Vật giá leo thang ảnh hưởng rất lớn đến người lao động, thói quen tiêu dùng cũng vì vậy mà được điều chỉnh theo hướng tiết giảm hơn. Tuy nhiên, giải pháp lâu dài nhất vẫn là đẩy lùi dịch bệnh để cuộc sống người dân ngày một nâng cao, chất lượng hơn. Chuyển sang một thông tin liên quan đến cảnh báo, thưa quý vị, thời tiết những ngày cuối năm se lạnh khiến nhiều người đặc biệt ưa chuộng những món ăn về lẩu. Hiện nay thì mặc dù các tỉnh thành đã cho nới lỏng giãn cách, hàng ăn được phục vụ tại chỗ, nhưng nhiều người vẫn mang tâm lý e ngại ra chốn đông người, nên những bịch nước cốt lẩu tiện lợi, dễ mua, dễ nấu là lựa chọn của nhiều người. Và cũng từ đây thì nước cốt lẩu các vị của Trung Quốc cũng tràn ngập thị trường Việt Nam. Theo giới thiệu trên các trang thương mại điện tử thì cốt lẩu Trung Quốc có rất nhiều hương vị, thường được đóng gói thành gói 200g hoặc là 500g. Cách chế biến lại vô cùng tiện lợi, nhanh chóng, không cần nêm các gia vị khác, không cần hầm xương. Tùy theo trọng lượng của gói cốt mà giá tiền sẽ khác nhau, dao động từ 29.000 cho tới 129.000 đồng một gói. Thông qua phim ảnh thì cốt lẩu của Trung Quốc lại càng trở nên quen thuộc với người dân Việt Nam hơn, nên được bán và được mua khá là đông. Tuy nhiên thì theo các chuyên gia an toàn vệ sinh thực phẩm, đa số các gói cốt lẩu hiện đang bán trên thị trường Việt Nam đều có bao bì tiếng Trung Quốc, không có nhãn phụ tiếng Việt. Điều này cho thấy sản phẩm không được nhập khẩu chính hãng và chưa được chứng nhận về chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam. Vì thế, để đảm bảo an toàn sức khỏe, người tiêu dùng cần cẩn trọng khi tìm mua, có thể tìm mua ở những điểm bán quen thuộc và uy tín. Tiếp nối cùng chuyên mục đi chợ xem giá, thưa quý vị, hôm nay một số công ty chăn nuôi lớn quay đầu giảm từ 1 cho tới 2 kg đối với heo hơi nặng trên 120 kg. Đây là số heo tồn động lâu ngày kéo dài từ đợt giãn cách đến nay. Việc giảm giá là hình thức kích cầu cũng như là tăng giải phóng trại để tăng đàn bán Tết Nguyên Đán. Trong khi thị trường tuột khỏi mốc 50.000 đồng một ký, sáng cuối tuần, các ông lớn trong ngành chăn nuôi thông báo giảm giá heo hơi, loại lớn từ 1 cho tới 2 giá. Trước đó, thì sau 5 ngày tăng giá liên tiếp trong tuần cuối tháng 10, đại diện CB Việt Nam cũng giải thích chỉ tăng giá đối với heo quá lứa. Từ 110 cho tới 130 ký một con, nay heo quá lứa lại được giảm giá. Theo đà giảm này, thì giá heo hơi miền Bắc hôm nay cũng giảm mức tương đương từ 1 cho tới 2 giá tại một số tỉnh thành như là Bắc Giang, Yên Bái và Lào Cai, giảm 1 giá. Heo xuất chuồng dao động từ 44 cho tới 46.000 đồng một ký. Ở Thái Nguyên điều chỉnh giảm 2 giá xuống 45.000 đồng một ký, đưa giá heo hơi chung toàn vùng dao động quanh ngưỡng 44 cho tới 47.000 đồng một ký. Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hôm nay ghi nhận giảm nhẹ 1 giá tại Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Thuận. Mức giá chung toàn vùng từ 45 cho tới 48.000 đồng một ký, chỉ cao hơn khu vực phía Bắc 1 giá. Trong khi đó, heo hơi tại miền Nam hôm nay đi ngang, dao động từ 45 cho tới 49.000 đồng một ký.
Trong 4 tháng giãn cách thì giá heo hơi liên tiếp sụt giảm rồi lại tăng mạnh hơn 10 giá trong 5 ngày liên tiếp trong tuần cuối tháng 10, rồi sau đó chững lại và có xu hướng giảm nhẹ từ đầu tháng 11 đến nay. Theo Cục Chăn nuôi thì giá thành sản xuất nếu chăn nuôi khép kín theo chuỗi từ nuôi heo nái cho đến nuôi heo thịt đến nay khoảng 45 cho tới 50 000 đồng một ký. Chăn nuôi phải mua con giống thì giá thành khoảng 53 cho tới 60 000 đồng một ký. Nuôi nhỏ lẻ giá thành 62 000 đồng một ký. Như vậy chăn nuôi nhỏ lẻ và nuôi phải mua con giống vẫn chưa có lãi trong giai đoạn hiện nay. Thưa quý vị, người Khmer Nam Bộ là một trong những dân tộc có nhiều bản sắc văn hóa độc đáo trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Với bề dày lịch sử lâu đời trên mảnh đất Nam Bộ, thì họ đã hình thành và phát huy nhiều giá trị văn hóa phong phú và độc đáo cho đồng bào Khmer nói riêng và cho người Việt Nam nói chung. Riêng các lễ hội dân gian của người Khmer là nét đặc sắc văn hóa thì du lịch nổi tiếng. Trong đó thì lễ hội Ok Ambok là lễ hội lớn nhất được chờ đợi nhiều nhất trong năm của người Khmer Nam Bộ, chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến lễ hội này. Và ngày hôm nay, phóng viên Lê Nhi vừa thực hiện một trải nghiệm thú vị về lễ hội này trong chuyên mục Xem gì xe gì. Bật mí với quý vị là có cả sự tham gia của Xuân Ngọc nữa. Hãy giữ tín hiệu cùng chúng tôi và theo dõi ngay sau đây quý vị nhé. Lê Nhi mến chào quý vị. Quý vị đang đến với Xem gì xe gì của bản tin tiêu dùng. Hôm nay Lê Nhi xin được chia sẻ về lễ hội Ok Ambok, một lễ hội lớn trong năm của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ. Lễ hội này được tổ chức vào rằm âm lịch tháng 10 hàng năm, thời điểm kết thúc vụ mùa, để tỏ lòng biết ơn đối với mặt trăng, vị thần thiên nhiên đã giúp đỡ người dân trong việc bảo vệ mùa màng, điều hòa thời tiết, đem lại cây trái tươi tốt và sự ấm no cho phong sóc. Hàng năm thì lễ hội này đều được tổ chức hết sức là tưng bừng, thu hút hàng vạn khách du lịch đến tham dự. Tuy nhiên thì Ok Ambok năm nay tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên Lê Nhi không thể về quê đón Tết cúng trăng cùng với những người dân Trà Vinh quê mình. Để bớt thương bớt nhớ thì hôm nay Lê Nhi sẽ làm món cốm dẹp, một món ăn có cái tên tiếng dân tộc là Ok Bok, trùng âm với Tết cúng trăng. Khi mà trăng lên và người dân cầu nguyện xong sẽ vo tròn cái cốm này và ọc vô miệng thì điều ước sẽ thành hiện thực. Để thực hiện món ăn này thì chúng ta cần có dừa rắm, dừa đã cắt sợi và cốm dẹp cùng với lại đường. Thì mỗi người sẽ có cách trộn khác nhau. Tuy nhiên thì bí quyết để làm món ăn này nó thật ngon là chúng ta phải đảm bảo cái lượng nước vừa đủ để cốm không bị nhão và không bị quá khô. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ thực hiện món này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cho cái cốm này vào tô. Sau đó sẽ cho nước dừa vào. Rồi, cùng với lại đường, chúng ta sẽ trộn nó lại nha. Trộn thật đều tay quý vị nhé. Và đây rồi, chúng ta đã có một cái thành phẩm như thế này. Và ngay bây giờ thì Lê Nhi xin được phép mời Xuân Ngọc. Xin chào quý vị khán giả của Tiêu Dùng Thông Minh. Xin chào chị Lê Nhi. Và mến chào Xuân Ngọc. Bây giờ chúng ta sẽ thử món ăn này Ngọc nhé. Cốm và dừa quyện vào nhau, một cái hương vị nó rất là đặc biệt và rất là kiểu khó tả. Lần đầu tiên mà mình ăn cái món này thì thật sự là mình cảm thấy rất là ấn tượng. Xuân Ngọc cũng là một cái tín đồ của dừa nữa. Tất cả những món ăn liên quan tới dừa, từ chè, bánh, cái gì có dừa mình rất là thích. Và đặc biệt là hôm nay được thưởng thức cái món ăn của chị Lê Nhi gửi tới thì Xuân Ngọc cảm thấy rất là thích luôn. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn Xuân Ngọc rất nhiều. Và Lê Nhi tin rằng món ăn này thực sự là nó rất là dễ làm. Nếu quý vị cảm thấy thương nhớ miền Tây, hãy thực hiện ngay món ăn này và cùng thưởng thức với người thân của mình trong dịp lễ Ok Ambok sắp tới quý vị nhé. Chuyên mục Xem gì xe gì vừa rồi với phần chia sẻ của phóng viên Lê Nhi rất là thú vị, phải không quý vị ạ? Và chuyên mục vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.